Xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Bí Quyết Đẹp Trai và mình là Hữu Huân. Và mình là Quang Hải. Anh Huân này, em thấy ở bên trên mọi người hỏi rất là nhiều câu hỏi rất là hay. Như kiểu là anh ơi em béo thì em sẽ phải để kiểu tóc như thế nào cho nó phù hợp, hay là anh ơi mặt em béo lắm em không biết để kiểu tóc như thế nào cả, thì anh xem có những cái vấn đề nào giải quyết được cho các bạn không? Về cái chủ đề này, thực ra thì xung quanh anh em mình cũng có khá nhiều người béo, và bản thân anh cũng có một bạn thân là béo này, và em ruột anh cũng bị béo này. Và trong đó thì lúc nào cũng nã anh hỏi kiểu tóc nào là dành cho gương mặt người béo. Để mà nhìn trông nó hách được cân nặng đúng không? Trông nó kiểu mình thanh thoát hơn. Em nghĩ đây cũng là một cái chủ đề mà rất là nhiều anh em quan tâm, kiểu như là cắt xong kiểu đầu mà giảm được đến chục kg thì ai cũng muốn cắt đúng không? Đéo tin. Thế thì thực ra với kinh nghiệm mà chọn kiểu tóc của anh, ngày xưa anh cũng bị béo nhá. Ngày xưa anh 85 cân đấy. Rồi. Đấy thì thú thực để mà chọn những kiểu tóc mà che đi cái gương mặt béo của mình ấy thì không có đâu. Hầu hết là hồi đấy anh cũng hay có cái suy nghĩ là hay mình chọn những cái kiểu tóc mà nó bù xù, nó dài dài ra một tí để nó che đi cái mỡ thừa của mình ấy, làm cho khuôn mặt mình nó thon gọn ấy. Nhưng mà thực tế thì càng chọn những kiểu tóc như thế thì trông nó càng bị bù xù hơn, cái đầu nó bị to ra mà nó không cân đối với cơ thể. Thì sau một thời gian rất là dài anh xem về các kiểu tóc cũng như là anh quan sát mọi người, thì anh có rút ra được một vài kiểu tóc, tuy không phải là che đi được cân nặng, tuy không phải là làm cho bạn nó giảm cân đi, nhưng mà nó sẽ hợp với khuôn mặt đấy. Nó sẽ khiến cho những người béo trông nó có cái vẻ nam tính, sắc cạnh và cái nét cuốn hút riêng của những cái khuôn mặt người béo. Giờ thì là những kiểu tóc đẹp nhất dành cho những người mang khuôn mặt béo và tròn. Đầu tiên anh nói qua về gương mặt béo nhé. Gương mặt béo theo anh em nhìn thấy thì là những người mang gương mặt mà tròn, các cái đường đường dọc và đường ngang này nó gần như là bằng nhau, và thậm chí có những người mặt béo mức mà xoay tròn cái compa cũng ra cái mặt người đấy. Đây là gương như mặt mâm, như cái mâm, như cái mâm, như cái gương mặt của thằng em trai anh. Như cái gương mặt của thằng em trai anh. Thực ra thì để mà chọn kiểu tóc cho người béo không khó một tí nào. Những gương mặt của những người béo ấy thực ra lại rất dễ chọn kiểu tóc, bởi vì khuôn mặt của họ nó cũng khá là men ấy, cũng khá là có một chút gì đấy nam tính mà cũng khá là hài hòa dễ thương. Thì gần như là chọn kiểu tóc rất là dễ, nhưng mà cái vấn đề là cái cách cắt của họ. Bình thường anh thấy là hai cái bên sai này là quan trọng nhất. Đúng rồi. Làm thế nào mà cắt nó gọn, nó sát, nó sắc cạnh, nó sắc hết mức. Tại vì gương mặt của những người béo hầu như các đường nét nào nó cũng bị hơi bị tròn tròn. Đúng rồi, nó làm, không có góc cạnh. Nó không có góc cạnh đúng không? Nó làm mất đi cái độ nam tính. Nếu mà em nuôi cái size dày dày giống như kiểu của Quang Hưng, kiểu Hàn Quốc ấy, chồng nó làm cái thảm họa luôn. nó phải nói như thế nào nhỉ? Nó sẽ dễ tưởng tượng như kiểu là một cái bắp ngô ấy nhỉ? Đúng không? Xong rồi chẽ ra hai bên như này. Chẽ ra hai bên. Các bạn cứ nhìn thử Kim Jong Un thì biết. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Hồi trước anh khi mà anh béo, anh cũng rất là thích cái kiểu tóc size web, và anh nghĩ là nhiều bạn ở đây cũng rất là thích kiểu tóc size web. Đúng rồi. Em thấy mọi người kiểu béo nhưng mà vẫn thích để tóc dài ấy, mà lại không có những cái kiểu tóc dài nào mà sợ để tóc dài rồi đến lúc nó ôm vào mặt, cảm thấy mặt mình nó béo hơn ấy. Thì có một số bạn mà đặt câu hỏi là anh ơi nếu mà để size web thì có phù hợp hay không? Size web theo anh nhá, nếu để mà cắt cho người béo nhá, vậy thì hãy nên cắt cái bên size này thật là sắc cạnh, nên cắt phết, mid phết, không nên là thấp quá, cũng không nên là cao quá. Cao quá nhìn trông hơi bạo trợn, mà thấp quá thì cái phần size nó bị dễ bị xù, trông mặt nó bị tròn, nên để mid phết một chút. Rồi sau đó cái size web, cái đặc trưng của nó là tóc nó sẽ đổ sang một bên và nó sẽ rủ xuống một chút, nó che đi một phần trán. Và cái kiểu tóc này rất là hay, nó sẽ làm kéo dài khuôn mặt cho những người béo. Nó chỉ che đi một chút cái phần trán sang bên này thôi. Có nghĩa là mình ăn gian kiểu như mặt mình dài ra và hóp lại đúng không? Chính xác, mặt của các anh em nó sẽ được gọn hơn, nó sẽ được hóp lại nếu mà có một phần mái rủ xuống một chút, còn bên này thì cứ vuốt gọn lên. Đấy là kiểu sạch web cực kỳ phù hợp với những bạn mang gương mặt béo. Nhưng các bạn nhớ là cắt bên hai bên sai là cắt mid face thật là sắc nét, để mà có được cái độ sắc nét mà nó đúng yêu cầu ấy thì cũng yêu cầu thợ có tay nghề phết đấy, cũng không phải là
ai cũng có thể cắt được đâu. Có nghĩa là cái phần fade này mình để phần trung bình thôi đúng không? Đúng rồi, fade cỡ trung bình và cắt thật là sắc nét. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy nhá, khi mà kiểu như là mình làm đấy có một độ phồng rất là tốt, mà đến khi mà về nhà mình không giữ được phồng như vậy thì phải làm như nào? Hay là mình phải uốn hay là mình phải làm gì để cho giữ được độ phồng không? Thực ra thì theo anh thấy nếu mà không phải là những người chuyên nghiệp về tóc, những người mà người ta quá chuyên nghiệp về tóc thì người ta có cách để tạo kiểu lại rất là dễ dàng. Còn hầu hết anh em thì hầu như không biết vuốt lại kiểu tóc đấy. Về nhà nhé mà bỏ cái mũ bảo hiểm ra là ui tóc mỗi cọng đi một đường. Mỗi cái rẽ một đường luôn. Chính vì thế nên là anh em cần phải sử dụng gôm đối với những bạn mà không biết cách tạo kiểu lại, cũng như là không có quá nhiều kiến thức về vuốt tóc thì nên sử dụng gôm trị tóc. Nhiều bạn ấy sợ rằng xịt gôm không vuốt tạo kiểu lại được, đội mũ bảo hiểm tóc nó bị bẹp đúng không? Đúng rồi. Nhưng các bạn không sử dụng gôm, các bạn chỉ sử dụng sáp thôi, nhưng mà đội mũ bảo hiểm nó vẫn như vậy, các bạn vẫn không thể tạo kiểu lại được đâu. Rất là khó nếu như các bạn không phải là một người quá hiểu rõ về việc vuốt tóc. Thế nên là gôm thôi thì cứ xịt đi. Nếu mà các bạn đội mũ bảo hiểm chỉ trong vòng khoảng tầm 30 phút đổ lại thì nó không sao cả. Đúng không? Đúng rồi. Thì nó không mất đi độ phồng là bao nhiêu cả. Tất cả các loại sáp vuốt tóc hay loại gôm đều sợ mũ bảo hiểm hết. Không có cái loại nào có thể chống lại được mũ bảo hiểm. Nhưng mà nếu mà đội cái khoảng thời gian nó ngắn thôi thì ok. Còn các bạn đội mũ bảo hiểm 2-3 tiếng đồng hồ ngoài trời xong rồi mồ hôi từ nó bết vào. Đúng rồi. Có trời thì nó cũng chả vuốt lại được cái mái tóc đấy. Thế là có một cái lưu ý dành cho anh em, đó là mái tóc mà có độ phồng thì anh em nên lưu ý là không nên đội mũ bảo hiểm quá lâu đúng không? Đúng rồi, không nên đội mũ bảo hiểm quá lâu. Còn các bạn muốn cái nếp tóc nó cứng hơn, nó chắc chắn hơn để không phải vuốt lại thì nên sử dụng gôm. Anh có một cái mẹo nhỏ nào ở nhà để cho các bạn giữ được cái độ phồng của mình không? Mẹo nhỏ nhà để giữ được độ phồng á? Có thể sử dụng những sản phẩm bổ trợ để tăng độ phồng cho tóc. Ví dụ như là xịt tạo phồng Sidekick hoặc xịt tạo phồng của TZ. À. Đấy thì những cái xịt tạo phồng đấy nó làm cho cái tóc của em nó khô hơn này. Tóc nó khô ấy thì nó sẽ có cái độ phồng cao hơn. Như kiểu nó giữ luôn được lớp của mình ở đấy đúng không? Ừ, chứ còn tóc mà nó bị dầu thì nó sẽ bắt đầu bẹp. Thì một số bạn đen cái ở Việt Nam mình là khí hậu nóng ẩm, mà một số bạn tóc thì tóc dầu. Gặp combo này thì bết thôi luôn. Là thôi rồi luôn. Ừ, thế là những cái bạn này sẽ rất là khó để mà giữ được độ phồng. Thì theo anh là nên hạn chế bớt đi cái việc sử dụng dầu xả. Không nên sử dụng dầu xả nếu như mà muốn tạo cái độ phồng cho tóc. Dầu xả nó sẽ cung cấp một cái độ ẩm và nó sẽ làm nặng tóc lại. Thì cần sử dụng dầu gội thôi, xịt tạo phồng xong. Rồi. Vậy là chúng ta có 3 cái lưu ý cho cái kiểu tóc size web này. Đó chính là không đội mũ bảo hiểm quá lâu. Ở nhà thì nếu muốn anh em giữ rết thì anh em phải sử dụng những cái sản phẩm như kiểu Sidekick này, xịt tạo phồng. Với cả đấy, nếu như là muốn tóc có cái độ phồng cao thì không nên sử dụng dầu xả. Đúng rồi. Đấy là 3 cái lưu ý rất lớn dành cho anh em nào mà muốn để cái kiểu tóc size web mình. Và tiếp theo thì em thấy có rất là nhiều anh em mặc dù hơi tròn một chút nhưng lại thích để tóc dài, mà lại là một fan của layer nữa. Công nhận là rất nhiều bạn mặt tròn thích các kiểu tóc layer. Em thấy layer nó lại phù hợp với cái bạn nào góc cạnh với cả mặt nó thon thì liệu người béo có để được là tóc layer không anh? Nếu mà chia sẻ về cái vấn đề này thì hy vọng các bạn béo không buồn. Đấy là bởi vì khi mà chúng ta để kiểu tóc layer, nó là kiểu tóc thiên về tự nhiên và cái kiểu tóc đấy nó làm cho cái đầu của chúng ta nó bị to hơn rất là nhiều so với kiểu ăn được cắt gọn hai bên. Đúng không? Thì đấy, mình mong các bạn béo không buồn là chúng ta sẽ khó mà để kiểu tóc layer bởi vì nó sẽ làm cho cái form đầu nó bị to ra, nó mất cân đối so với cơ thể. Đặc biệt là so với đấy, cái phần chân, nó nhìn như hình tam giác ngược ấy. Hình như là em thấy em có để ý là hình như là có một cái kiểu tóc layer mới là kiểu tóc layer moi đúng không? Chính xác anh, nhưng mà các bạn có thể tìm đến những cái biến thể của kiểu tóc layer. Thì một đó là theo anh thấy hợp lý nhất thì nên chọn texture free. Tại vì nó có hai bên side được cắt rất là sắc gọn và phần ở trên đỉnh nó được vuốt tạo kiểu giống như layer. Và đấy, cả hai đặc điểm này nó hòa vào thì chắc chắn các bạn sẽ có được một kiểu tóc phù hợp nhất. Thế là có một cái tin buồn dành cho những anh em nào tín đồ của layer thì là rất khó để kiểu tóc này, vì kiểu tóc này sẽ làm khuôn mặt của anh em bị ngắn đi rất là nhiều. To hơn, đặc biệt hai bên side. Đúng rồi, và đặc biệt hai bên side là cái mặt của anh em nó giống như kiểu cái bánh ấy.
ép lại thì nó lòi hay lên. Đấy, nhưng mà nếu như chọn cái biến thể của nó là texture free, nó cắt đứng hai bên lên rất là sắc nét và vẫn để lại cái phần mái, vẫn để lại cái phần đỉnh được tỉa layer như thế, trông nó rất là đẹp, rất là nam tính và nó hoàn toàn phù hợp với gương mặt của người béo. Vậy là có một thêm một kiểu tóc nữa dành cho anh em, đó chính là texture free. Đúng rồi, texture free. Và kiểu tóc này thì ra ngoài để mà đi cắt tóc thì có cần phải lưu ý gì cho stylist của mình không anh? Thực ra thì đây là một kiểu tóc khá là dễ cắt, rất là dễ cắt luôn, nhưng mà lại ít người biết đến. Thế nên là mình có làm một cái video mình đi cắt kiểu tóc này rồi. Nếu như các bạn muốn cắt thì các bạn hãy mở cái video đấy lên và cho thợ xem qua các đường nét mình cắt. Thì đấy, có lẽ là các bạn sẽ cắt được, bởi vì thực ra nó không khó cắt đâu. Hai bên cắt theo kiểu fade cũng được, taper cũng được. Còn bên trên thì nó tỉa các lọn, các nếp layer như bình thường thôi mà. Đấy, các bạn nhớ mở lại video của mình, thậm chí là có thể cắt màn hình để đưa cho thợ xem về cái kiểu về các góc độ của kiểu tóc mà mình đã làm. Đó là những cái lưu ý mà dành cho những bạn nào muốn kiểu tóc texture free nhé. Và có một câu hỏi nữa, em thấy câu hỏi này khá là xuất sắc. Và em thấy các bạn bảo là: anh ơi, đầu em mặc dù là mặt em mặc dù hơi tròn này, tóc em, đầu em cũng hơi tròn, nhưng mà em cũng muốn để kiểu spiky này hay là mohican này, thì những cái kiểu tóc đấy có để được hay không? Thì em thấy câu hỏi này rất là hay đấy, rất là thú vị. Chắc chắn spiky hay mohican là kiểu tóc dành cho những người đẹp. Đây là điều chắc chắn luôn. Nó mang lại một cái nét nam tính, cái đường sắc cạnh của nó, và nó trung hòa được với những cái đường nó mềm mại trên khuôn mặt. Nó khiến cho những người này trông nó kiểu mạnh mẽ hơn. Các bạn đừng mặc cả quá, vì mình béo, đôi khi béo các bạn cảm thấy mình to lớn hơn, mình có thể che chở được phụ nữ. Và các bạn nên chọn những kiểu tóc mà nó nam tính như vậy. Nó góc, nó mang lại cái gì rất là góc cạnh, đúng không? Đấy, mình cảm giác thấy mình một người rất là mạnh mẽ. Đấy, các kiểu tóc này khi mà để lên trông hoàn toàn là phù hợp, hoàn toàn là đẹp. Bất kể bạn béo nào cũng có thể cắt được spiky và mohican. Những cái kiểu tóc ngắn như vậy mà khi mà cắt đi, mình cảm giác khuôn mặt của mình nó sáng hơn rất là nhiều. Nó rất là gọn gàng, nó rất là sát cạnh, và cái phần tóc nó không quá dày, nó không quá nhiều, nó che để nó làm mất cân đối cơ thể. Vậy là chúng ta lại có thêm tận hai kiểu tóc nữa, đó chính là spiky và mohican. Đó là hai, em nghĩ là đây là mà hai cái sự lựa chọn đáng tin cậy nhất, đúng không? Đúng rồi. Đấy, vậy thì từ ngắn đến dài chúng ta có mohican này, spiky này. Tiếp theo là texture fringe, nó hơi giống mohican một chút, nó dài hơn. Và cái phần mái thì nó được tỉa lớp. Và size của em, size của em thì đấy thì cũng có khá là nhiều biến thể, khá nhiều kiểu vuốt ấy. Thì hy vọng là tóc này cho anh. Vậy thì là tóm tắt lại từng kiểu tóc cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Thứ nhất là size web thì các anh em thì cần đánh đội mũ bảo hiểm nhiều này. Thứ hai là dùng những cái sản phẩm tạo phồng. Và thứ ba là không nên bộ dầu sạch. Đấy, tóc dài thì phải chăm sóc kỹ hơn. Đúng rồi, những cái phần tóc dài thì anh em phải chăm sóc kỹ. Và tiếp theo đó chính là texture fringe. Mà texture fringe thì mình có hẳn một video nói riêng về, anh Huân có một video nói riêng về cái kiểu tóc này rồi. Này rất dễ chăm sóc, rất dễ luôn. Mà nó lại cực kỳ đẹp. Đó, thì anh em có thể xem lại kiểu tóc này. Và tiếp theo đó là hai kiểu tóc ngắn cực kỳ sáng giá cho những người béo, đó chính là spiky và mohican. Vì những cái kiểu tóc này thì chúng mình cũng có những cái video nói về những kiểu tóc này rồi. Thì anh em nào muốn tìm hiểu rõ hơn về hai kiểu tóc này thì có thể xem lại những cái video trước. Nhớ để link dưới phần mô tả cho anh em xem nhé. Nếu mà lần sau mà anh em có những cái câu hỏi nào thắc mắc nào mà muốn anh em mình giải đáp thì hãy comment ở bên dưới để bọn mình cùng nhau giải đáp thắc mắc này cho anh em. Đúng rồi. Bình luận cứ comment, cứ đăng ký kênh Bí Quyết Đẹp Trai và theo dõi. Đúng rồi, sẽ làm thêm những còn đây thật là hữu ích cho các bạn. Có những gì thắc mắc mà bấy lâu nay mà mình còn chưa kịp trả lời ấy, hoặc là anh Huân cũng chưa kịp trả lời ấy, thì anh em cứ comment xuống dưới bên dưới. Biết đâu một ngày đẹp trời đó lại một cái chủ đề dành riêng cho anh em thì sao? Đúng rồi, mình vẫn đọc hết toàn bộ các comment của anh em, mình không hề bỏ sót bất kỳ một điều gì. Chẳng qua là nhiều comment quá, mình không thể nào mình thả tim và mình bình luận lại đúng hết rồi. Được, nhưng mình sẽ cố gắng gộp chung tất cả lại để làm một cái video dành cho nhiều bạn quan tâm đến chủ đề đó. Đúng rồi. Và bây giờ cũng là lúc kết thúc video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở số tiếp theo của kênh Bí Quyết Đẹp Trai. Nhớ ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.